Lấy chồng nhà nghèo. Ăn cơm thôi nào. Em ăn nhiều vào. Thời gian chuẩn bị cho đám cưới, anh thấy em gầy sộp đi, giờ phải bồi bổ mới được. Thôi đi, em thế này, đến lúc có con phì ra là vừa. Anh đã đi thì đừng có về nữa. Tôi cả ngày đi làm, tối về thì cơm nước, dọn dẹp, con cái. Anh đã không phụ giúp được gì, lại còn suốt ngày nhậu nhẹt với bạn bè. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ngày nào cũng ầm ĩ điếc cả tai. Vợ chồng nhà đó suốt ngày cãi vã, ném đồ, chỉ khổ thân mấy đứa nhỏ. Chúng ta mới cưới, kinh tế còn khó khăn, nên đành ở tạm nhà trọ này. Nhưng em yên tâm, anh sẽ lên kế hoạch mua trả góp một căn chung cư. Em biết anh là người đã nói thì nhất định là làm được mà. Đối với em, anh ở đâu thì đấy là nhà rồi. Có gì sau này mình tính tiếp anh à. Giờ mình nhà cửa chưa đâu vào đâu, kinh tế cũng còn eo hẹp. Đợi 1-2 năm nữa, hai vợ chồng mình khấm khá rồi hẳn sinh con. Vừa đỡ vất vả cho em, mà anh cũng muốn con cái được lớn lên trong môi trường tốt. Em thấy có đúng không? Anh nói gì em cũng nghe hết. Chồng em đúng là tâm lý quá mà. Anh xem, gia đình họ nhìn hạnh phúc chưa này. Giá mà gia đình mình cũng được như vậy. Mua nhà trả góp ư? Đúng rồi, cả năm nay công việc lu bu, áp lực quá nên mình quên khuấy đi mất. Nhưng giờ kinh tế hai vợ chồng chỉ mới đủ chi tiêu, tiền đâu mà mua nhà. Anh sao thế? À, không có gì đâu. Anh ra ngoài hút điếu thuốc cái đã. Vâng, anh đi rồi về nhanh nhé. Vợ mình vốn là con gái nhà khá giả, vậy mà lấy mình xong, đến cả cái bàn trang điểm cũng không thể đặt trong nhà vì chật chội. Lẽ ra mình phải tinh ý hơn mới phải. Mình không thể để Nhi sống ở phòng trọ chật chội này mãi được. Quên mất, mình chưa bảo Nhi tối nay mình tăng ca. Vâng, em biết rồi. Lần sau, anh nhớ báo trước là được. Không gọi được cho anh nên em lo quá. Em à, hôm nay anh phải tăng ca. Em cứ ăn cơm trước đi nhé. Vâng, em biết rồi. Em cứ ăn cơm trước đi nhé. Công việc. Lúc nào cũng công việc. Kế hoạch cậu đề xuất lần này thực sự rất khả thi. Cậu làm tôi bất ngờ đấy. Bây giờ chỉ cần triển khai tốt như kế hoạch đề ra thì nhất định chúng ta sẽ thắng lớn vụ này. Vâng, em chỉ đang cố hết sức thôi. Anh ơi, hôm nay em mệt quá. Anh có thể về sớm với em được không? Chỉ một hôm nay thôi anh à. Nhi ơi, em đâu rồi? Tại sao cô ấy không có ở nhà, cũng không bắt máy, không biết có chuyện gì không nữa. Anh về rồi hả? Tốt quá, em cứ sợ anh không về được. Em đoán anh không nhớ hôm nay là sinh nhật anh đúng không? Em vừa đi chợ mua đồ để nấu một bữa hành tráng nè. Em ốm thế, còn nấu nướng làm gì cho mệt. Thật ra em không có ốm đau gì cả. Em chỉ nói vậy để anh về nhà thôi. Anh có biết đã bao lâu rồi chúng ta không ngồi ăn cơm với nhau không? Bao lâu rồi chúng ta không ngồi tán gẫu, không đi chơi với nhau? Hình như anh đã xem công ty là nhà, công việc là vợ rồi hay sao ấy. Anh xin lỗi, thời gian vừa rồi anh chỉ biết đến công việc, không dành nhiều thời gian bên em. Nhưng anh chỉ muốn cố gắng hết sức để cho em một căn hộ mà em mong ước. Cái gì cơ? Em muốn mua nhà hồi nào? Chẳng phải đây là căn hộ mà em mong ước sao? Cái gì thế này? Chẳng nhẽ điều mà hôm trước em muốn nhắc khéo anh không phải là mua nhà, là sinh con sao? Anh chồng ngốc của em à. Anh làm em không khóc nổi luôn đó. Vậy là em muốn có con, sao em không nói thẳng với anh? Đợi 1-2 năm nữa, hai vợ chồng mình khấm khá rồi hẳn sinh con. Vừa đỡ vất vả cho em, mà anh cũng muốn con cái được lớn lên trong môi trường tốt. Em thấy có đúng không? Ôi, anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Anh chẳng hiểu gì cả. Không anh à, thật ra cũng là lỗi của em. Từ nay, hai vợ chồng mình có gì cũng nói thẳng với nhau anh nhé. Anh đúng là bất tài vô dụng, không xứng đáng là một người chồng, nói gì đến một người cha. Anh nói gì vậy? Kinh tế gia đình là trách nhiệm của cả hai vợ chồng. Anh đừng bao giờ tự trách mình như vậy nữa. Em biết,
sinh con sẽ khiến hai vợ chồng mình thêm khó khăn. Nhưng anh biết không, con cái là động lực để chúng ta cố gắng hơn, là sợi dây để kết nối gia đình. Em nghĩ một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Nhưng không có nghĩa rằng chúng ta không thể cho con những điều tốt đẹp nhất khi chúng ta nghèo khó. Anh hiểu rồi. Anh đã quên rằng mình cũng đã lớn lên trong nghèo khó. Chuyện con cái, anh sẽ nghe theo em. Bé Bi của bố ngoan lắm. Người yêu tôi có hình xăm. Ôi trời, đúng là cuối tháng, việc ngập đầu ngập cổ, tối muộn thế này mới được về. Mệt thật á, thôi về đi, mai là chủ nhật được nghỉ ngơi rồi. Mà đường về nhà cậu nhiều chỗ vắng lắm đó, đi lại cẩn thận chút nha. Ừ, tớ biết rồi, tạm biệt cậu nha. Mì đứng kiểu gì vậy? Trời tối rồi, cô em đi đâu một mình tới đây? Có cần các anh đi cùng không? Tôi đi đâu là việc của tôi. Các anh tránh ra cho tôi đi. Khổ chưa? Hôm qua đã bảo đi cẩn thận rồi mà. Thì tớ cũng có nghĩ là gặp cướp đâu. Cũng may là có người vừa đi tới, nên chúng chỉ giật túi xách của tớ thôi. Thế có nhìn thấy mặt chúng không để đi báo công an nữa? Không có, trời tối quá, tớ không có nhìn thấy gì hết. Chỉ thấy chúng rất dữ tợn, xăm hình kín người, trông rất khủng khiếp. Ôi, toàn là bọn giang hồ không à. Nhìn mấy cái hình xăm của chúng, tớ đã thấy sợ phát khiếp muốn tránh xa rồi. Thôi, coi như của đi thay người vậy. Dày với giới đại ca, giang hồ ấy sợ lắm. Cô Hạnh đúng thật là mối cho mình những mấy lần mà chả có lần nào thành công cả. Hy vọng lần này sẽ tìm thấy người tâm đầu ý hợp. Mà lạ thật, con trai gì mà có hẹn lại đến muộn vậy chứ. Lần này chắc lại thất bại nữa rồi. Em có phải là Hoa không? Dạ đúng ạ. Anh là anh Hùng sao? Anh xin lỗi, đang định đến gặp em thì mấy đứa em nó lại gọi có việc gấp nên anh đến muộn. Em ngồi đi. Trông anh này cũng có vẻ được đấy. Em thông cảm nha, anh nóng quá. Anh xăm hình à? Ừ, anh xăm nhiều lắm. Hình xăm cũng giúp ích nhiều cho công việc của anh đấy. Anh là đại ca hả? Cũng không đến mức đó đâu em. Anh là chủ một văn phòng bất động sản, nhưng mấy đứa em cũng hay gọi anh là đại ca lắm. Đại ca, vừa em thấy thằng nhóc Khánh rẽ vào quán bên đường, tính sao đây đại ca? Cái thằng phản bội ấy nợ tiền anh nhiều mà lại trốn đi biệt tâm. Hai chú cứ ra trước đi, anh ra ngay. Cẩn thận không nó biết lại chạy trốn mất đấy. Dạ vâng, tụi em hiểu rồi. Đại ca ra nhanh nha. Em chào chị ạ. Hoa thông cảm cho anh lại có việc gấp rồi. Để khi khác anh hẹn gặp em nha. Anh thấy em rất có thiện cảm, anh rất muốn gặp em một lần nữa. Nhớ nghe điện thoại của anh nha, anh đi trước đây. Sao cô mình lại làm mối một đại ca chính hiệu cho mình chứ? Ôi trời, sợ quá. Trong mấy hình xăm ấy, với thân hình lực lưỡng ấy, mình mà là vợ anh ta, có ngày anh ta đánh cho mình nhiều đòn ấy chứ. Mưa nắng bất chợt quá. Này, kia có phải gã đại ca của cậu không vậy? Em ơi, cà phê đá. Sao lại gặp ở đây chứ? Nhìn là tớ nhận ra ngay cái hình hôm nọ cậu cho xem. Trông cũng được đấy chứ, cao to, đẹp trai. Mà không, trong cái hình xăm gớm ghiếc kia kìa, lại còn là đại ca thế kia, thì chắc cũng không tử tế gì đâu cậu ơi. Anh ấy có gọi điện hẹn gặp mình tối nay, nhưng mình đang băn khoăn có nên đi hay là không. Nhìn anh ấy có vẻ giang hồ quá. Bà đang làm gì vậy? Cháu ơi, cháu mua giùm bà mấy tờ vé số đi cháu. Bà có biết bà đang hất hết nước mưa vào người khác không? Bà xin lỗi. Tại trời mưa to quá, bà sợ ướt mấy tập vé số, cháu thông cảm cho bà. Đấy, tớ nói có sai đâu. Đại ca giang hồ ấy trông dễ sợ lắm.
mình cứ theo dõi xem sao. Nếu lát nữa anh ta mà đánh hay là mắng bà lão kia thì tụi mình xông ra nói cho hắn một trận luôn. Chắc chắn cũng không đến nỗi ra tay đánh cả phụ nữ đâu ha. Ừ. Vé số ướt nhẹp thế này làm sao bà mua cho nổi chứ? Kiểu này có khi lại trấn cả tập vé số của bà lão ấy chứ. Bà cứ để cả tập vé số ở đây. Đấy, tớ nói có sai đâu. Đúng thật là kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu mà. Tớ với cậu xông ra nói cho hắn một trận. Đâu ra có cái kiểu đối xử với người đáng tuổi bà của mình như vậy. Ờ, cậu cho bà xin lại tập vé số. Ở nhà bà còn một đứa con bị tật nguyền. Cậu mà lấy hết tập vé số này của bà thì hai mẹ con bà ăn cháo trừ bữa mất. Đúng là cháu sẽ lấy hết tập vé số này của bà. Nhưng cháu sẽ trả tiền. Tiền vé số của bà đây. Hả? Ờ, những 500 ngàn sao? Bà bán từ sáng đến giờ nhưng mà không có tiền trả lại đâu. Cậu xem có tiền lẻ nào không thì đưa cho bà. Bà không cần trả lại đâu. Đây là tiền cháu mua hết đống vé số này. Cậu cho bà thật sao? Cậu thật là người tốt. À, còn nữa, bà đợi cháu. Bà cầm lấy bịch hoa quả này về ăn nha. Về bổ ra cho con của bà ăn nhé. Sao cậu không ăn mà lại mua nhiều quá thế? À, lúc nãy trên đường đi, cháu gặp một ông già mù đang ngồi bán hoa quả. Cụ bảo mua giúp cụ. Từ sáng đến giờ cụ chưa bán được gì cả. Thế là cháu mua hết cho cụ, nhanh về tránh mưa. Cậu quả là một chàng trai có tấm lòng thương người. Có gì đâu bà, giúp người là giúp mình ấy mà. À, mà thôi, hôm nay bán hết vé số rồi, bà có muốn về sớm không? Cháu sẽ chở bà về nhà, về sớm một hôm. Chắc con bà đang mong bà lắm đấy. Ôi, cậu quả là người biết nghĩ. Đúng vậy, lâu lắm rồi tôi không được về sớm với con của tôi. Được rồi, để cháu chở bà về. Yên tâm, cháu không lấy tiền xe ôm đâu. Nè, tụi mình đã đánh giá nhầm anh chàng ấy rồi. Thì ra, ngoài vẻ bặm trợn thế kia, nhưng trong lòng lại nhân từ đến như vậy. Ừ, đúng vậy. Đúng là chúng ta không thể nhìn bề ngoài để đánh giá tính cách của một con người được. Giờ thì mình đã hiểu được con người của anh ấy rồi. Tối nay có lẽ tớ sẽ đi gặp anh ấy. Chắc chắn tớ sẽ hiểu được nhiều hơn về con người anh ấy, Hồng ơi. Những kỳ thi. Ngày mai bố các con đi thi. Thi ở mãi tận bên trung tâm hội nghị Vân Mỹ á. Thấy có đứa nào rảnh không, đưa bố mày đi. Bố đi thi gì ạ? Thi hội thi sức khỏe người cao tuổi. Bố hoạt động phong trào của phường cho có đoàn thể con ạ. Ôi, mai con lại có hẹn với khách hàng rồi, nên không thể đưa bố đi được. Con thì lại vướng một buổi họp rồi, thành ra... Ôi, thôi không sao đâu. Mai bố tự đi được mà. Bố chứ có phải trẻ con đâu. Kể ra tôi mà không bị đau chân á, thì tôi đi cùng ông. Thôi bà ở nhà nghỉ ngơi đi. Chân cẳng đau thế này. Đi kẻo lại phiền tôi thêm ấy chứ. Mà cuộc thi này cũng có quan trọng lắm đâu. Không quan trọng mà ông hồi hộp cả tuần nay rồi còn gì. Thì già rồi. Tôi mới đi thi nên tôi hồi hộp chứ có gì đâu. Thôi chết rồi, mình đi nhầm tuyến xe rồi. Bà ơi, cho tôi hỏi, từ đây đi vào trung tâm hội nghị Vân Mỹ đi lối nào bà? Bác ơi, bác đi thẳng một đoạn rồi hỏi tiếp nhé. Từ đây vào đấy mất 2 cây số nữa đây ạ. À? Ừ thế hả bà, cũng hơi xa nhỉ. Mà bác vào đấy có việc gì ạ? À? Ừ, tôi đi thi hội thi sức khỏe người cao tuổi. Ôi chà, bác đi thi cơ đấy. Nay tôi cũng gặp mấy ông bà đi thi, nhưng chả ai đi một mình như bác. Nhà ai cũng có bầu đoàn con cháu đi theo cổ vũ đông lắm. Sao bác không bảo chúng nó đưa đi? Tôi chả muốn phiền chúng nó. Đứa nào cũng bận cả. Thôi cảm ơn bà, tôi đi đây. Vâng, chào ông. Chúc ông đạt kết quả cao nha. Vâng, cảm ơn bà.
con đi làm đây mẹ ạ. Ừ, con đi đi. Ơ, sao hôm nay mẹ lại mang cái xe đạp cũ của bố ra lau thế ạ? Mẹ đang định mang cho, chứ để đây chật cả nhà. Sao mẹ lại mang cho? Cái xe này là kỷ niệm của bố một thời mà. Nhớ ngày xưa, bao nhiêu lần bố đưa chị em con đi thi trên chiếc xe đạp này đấy ạ. À, mà hôm nay bố con đi đâu rồi hả mẹ? Mấy đứa quên là hôm nay ông ấy phải đi thi hội thi sức khỏe người cao tuổi hả? À vâng, đúng rồi. Bố đi bằng gì hả mẹ? Ông ấy đi xe buýt, chả biết có kịp tới nơi thi hay không. Đường xa thì không thạo. Chiếc xe này đã theo chị em con bao nhiêu lần đi thi? Bao nhiêu là kỷ niệm? Đông ơi, nhanh lên, bố đưa con đi thi kẻo muộn. Bố ơi, trường huyện cũng gần mà, con tự đạp xe đi được ạ? Không được, kỳ thi này rất quan trọng, bố phải đi cùng con. Bố ơi, chân bố làm sao thế? Ờ không, bố không sao đâu, bố trẹo chân một tí thôi mà. Nào, lên xe đi, bố đạp nhanh kẻo nắng lên con. Bố ơi, áo bố ra mồ hôi ướt hết cả rồi. Ăn nhầm gì con, bố đi cày mồ hôi còn ra không kịp vắt ấy chứ. Và năm đó, con đã đỗ thủ khoa trường huyện mẹ nhỉ? Ừ, ai cũng bảo bố còn mát tay. Còn cái năm con đi thi đại học nữa chứ. Bố ơi, kỳ thi lần này bố không cần phải đi cùng con đâu ạ. Từ đây lên trường thi hơn 30 cây số, con bắt xe khách đi được rồi. Thi xong con lại bắt xe về. Không được, đi thi đại học chứ phải chuyện đùa đâu con, bố phải đi cùng con. Lan này, con nhớ phải đọc kỹ đề bài rồi hãy làm nghe con. Bố yên tâm, con đã ôn kỹ rồi ạ. Con ăn cơm đi, có ăn no thì thi mới tốt. Có mỗi nắm cơm, con với bố cùng ăn. Không, con ăn đi, bố no rồi. Bố đã ăn gì đâu mà no. Bố không có đói mà, con ăn đi. Chiều nay thi nốt môn nữa là xong phải không con? Vâng ạ. Ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi còn vào thi. Ôi, có người ngất rồi kìa. Trời ơi, chắc bị say nắng rồi. Hay là bị tụt huyết áp. Hôm đó, bố bị ngất vì đói và tụt huyết áp nữa. Ừ, may mà có mấy người đưa ông ấy vào phòng khám gần đó kịp thời. Kỳ thi năm đó, con đã đổ vào trường với số điểm cao mẹ nhỉ? Ừ, ông ấy luôn coi trọng các kỳ thi của các con. Được cái lần nào đưa các con đi thi á, thì các con đều thi đổ và đạt điểm cao. Chính vì thế ai cũng bảo bố mát tay phải không mẹ? Mát tay chỉ là nói vui thôi. Quan trọng là ông ấy muốn mình trở thành một chỗ dựa tinh thần để các con yên tâm mà đi thi thôi. Kỳ thi nào bố cũng đưa chị em mình đi thi chỉ bằng chiếc xe đạp cũ này. Bố từng nói phương tiện đi lại chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng bố luôn muốn ở bên cạnh chúng ta trong các kỳ thi. Vậy mà hôm nay bố phải đi thi một mình. Giờ này chắc bố phải chuẩn bị thi rồi. Chị em mình nhanh tới nơi thì còn kịp cổ vũ cho bố. Vâng, mình đi nhanh đi. Ờ nè, thế còn công việc của các con? Không sao đâu mẹ. Cả đời chắc chúng con chỉ được đi thi cùng bố một lần thôi. Đúng vậy ạ. Chúng con phải ủng hộ bố chứ. Ừ, thế các con đi đi. Để xem hai đứa có mát tay không nhé. Một chuyến đi. Thằng khốn, dám bán đứng bạn bè. Đời thế đấy, bạn thân đấy, thằng khốn kiếp thì có. Hãy đợi đi, 30 chưa phải là Tết. Dạo này tình hình kinh doanh sao rồi con? Dạ, đúng là thương trường như chiến trường ấy. Kẻ thân bên cạnh ta bỗng chốc cũng biến thành kẻ xấu, cướp hết mọi thứ của mình. Alo, cậu lên kế hoạch cho tôi về phía truyền thông. Phải tạo ra vài vụ lùm xùm về chất lượng máy móc để hạ thấp uy tín của phía làng sóng xanh mới có thể giành lại được hợp đồng. Yên tâm, có tiền sẽ giải quyết được hết, thế nhé. Cái thằng, nó đã khác ngày xưa lắm rồi ông à. Sao việc gì con cũng nói đến đồng tiền thế?
Bố con nói phải đấy, giải quyết vấn đề gì cũng phải hợp tình hợp lý, đặt cái tâm lên đầu con à. Kinh doanh bây giờ khác thời bố nhiều lắm mẹ ạ. Lúc nào cũng chỉ lừa lọc, ăn chặn của nhau, chả tin được vào ai được đâu ạ. Thôi, tạm gác chuyện kinh doanh lại vài hôm đã. Con chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Mai hai bố con về quê dỗ bà đấy. Ôi, mẹ không nói con quên khuấy mất. Thôi, con vào trong chuẩn bị đây ạ. Nhớ cái thời bằng tuổi con bây giờ, bố đầy niềm tin và hoài bão. Đợi tôi chút nhé. Ồ, thằng bé không nhìn được, tội nghiệp. Bố nhẹ dạ quá. Thời buổi này ăn xin nhan nhản trên đường, thật giả lẫn lộn, bố cần gì phải làm thế? Nếu cứ giữ sự ngờ vực và thiếu niềm tin như thế thì chúng ta sống ngày càng thờ ơ mất. Bố tin vào linh tính của mình. Bố tin họ là những người khó khăn, rất cần giúp đỡ thật. Bố thật là... Con biết không, nội của con khi xưa, bà nghèo khó lắm, ăn còn chưa đủ ăn, nhưng bà sẵn sàng san sẻ bát cơm cho người ăn xin khi họ tới nhà. Chưa nói đến chuyện tiền, con chỉ nghĩ cho kẻ lừa đảo thì một xu con cũng không muốn cho. Đằng này lại là cả một món tiền rất lớn. Sao con lại mất niềm tin đến mức này? Rồi bố sẽ phải ân hận cho mà xem. Con tin chắc đó là một kẻ lừa đảo. Thế là đã hết 2 ngày nghỉ, lại sắp trở lại với bộn bề công việc rồi. Bố nhìn kìa, là người phụ nữ hôm trước bố cho tiền đó. Dừng xe lại. Đó, bố thấy chưa? Lại là một đứa trẻ khác, chứ không phải là cậu bé con khiếm thị lần trước ngồi đấy. Chắc chắn là bố bị lừa rồi bố ạ. À, chị ta là một người lừa đảo, không thì cũng là một kẻ buôn người, không thì cũng là một kẻ chuyên bắt cóc trẻ con. Con nhất định phải gọi điện cho cảnh sát bắt kẻ lừa đảo này. Dừng lại đã con. Vậy thì hai bố con mình sẽ theo cô ta về tận nhà. Con sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Bố thấy chưa? Con biết bao trẻ khác bị giữ ở đây. Con đã nói rồi, thời buổi bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Alo, đồn cảnh sát phải không ạ? Mẹ, sao mẹ về muộn thế? Mẹ có quà cho Út nè. Bác có biết kia là nhà ai không? Sao lại không? Cả làng tôi đều biết cô May ấy. Chuyện cô ấy dài lắm. Một lần đi làm về khuya, cô May thấy một đứa trẻ bỏ rơi, thương hại nên cô mang về nuôi. Người chồng không đồng ý bắt cô mang trả lại đứa bé. Cô May không đành lòng, rồi họ ly hôn. Từ đó cô ấy còn đón thêm nhiều trẻ em khuyết tật cơ nhỡ khác về nuôi nữa. Vì gánh nặng kinh tế, lại bận chăm sóc các con nhỏ nên cô không thể làm cố định ở đâu hết, phải ra ga tàu xin ăn. Cuộc sống vất vả của mấy mẹ con cô cứ thế trôi đi đã mấy năm trời. Cô ấy lại đang mang bệnh nan y trong người, chưa biết sống được đến bao giờ. Còn thấy không, cuộc sống này vẫn nhiều lắm những tấm lòng chân thật. Đừng có bao giờ ngừng tin tưởng con à. Vâng ạ. Câu chuyện về cô gái ga tàu tác động mạnh mẽ đến Hải, dần dần thay đổi bản tính hoài nghi, không có niềm tin vào cuộc sống trong anh. Một thời gian sau, anh bắt đầu tham gia vào những hoạt động xã hội và quay trở lại giúp đỡ mấy mẹ con người phụ nữ. Sự tích Hoa Cúc La Mã. Ngày xưa, trên một thảo nguyên mênh mông, có một vương quốc kỳ lạ được trị vì bởi vị vua bằng vàng và hoàng hậu bằng bạc. Trong khi dân chúng vương quốc sinh tử theo đúng quy luật tự nhiên, thì hoàng hậu và đức vua lại có khả năng trường sinh. Mấy chục thế kỷ, ta thấy lòng nặng trĩu đến độ muốn nổ tung ra.
ta chỉ muốn được là một người bình thường thôi. Ngày đó ta vì muốn đến bên nàng mà chiếm cả vương quốc của cha nàng, khiến cha nàng uất hận sinh bệnh qua đời. Có lẽ chính vì vậy mà chúng ta bị trừng phạt, phải sống mãi như thế này. Vậy chẳng lẽ không còn cách nào hay sao? Nhưng có một cuốn sách cổ viết rằng chúng ta chỉ có thể trở thành người thường nếu có con gái kết hôn với một hoàng tử trẻ, mà sao sẽ trở thành vua của vương quốc. Bao nhiêu thế kỷ nay rồi, chúng ta chờ đợi một đứa trẻ ra đời trong vô vọng, sẽ chẳng bao giờ có được niềm hạnh phúc này. Thôi bà nàng, đừng như vậy nữa. Ngày hôm đó, hoàng hậu khóc nhiều nhất. Đức vua an ủi thế nào cũng không được. Hoàng hậu không trở về điện, mà cứ thế ngồi khóc bên vườn hoa cho đến lúc ngủ thiếp đi. Hoàng hậu đáng thương ơi, chắc chắn là một năm nữa người sẽ có một cô con gái, nhưng người phải uống cho được nước hoa từ tràn hoa của ta vào lúc hoàng hôn. Chuyện gì thế này? Ai nói với ta? Có lẽ là ta đang nằm mơ. Có lẽ vì quá mệt, hoàng hậu dù bị đánh thức bởi một giọng nói kỳ lạ, vẫn nhanh chóng tiếp tục thiếp đi. Sao cô lại tiết lộ bí mật chỉ được sử dụng đúng một lần trong đời mình, và hậu quả của nó cô đã nghĩ đến chưa? Hoàng hậu đã cứu tôi khỏi đợt hạn hán, tôi rất biết ơn người. Khi lúc tôi héo rũ, chỉ còn một chiếc lá xanh, người vẫn không bỏ tôi đi mà hết lòng chăm sóc tôi. Thượng đế ban cho mỗi chúng ta một sứ mệnh, giờ là lúc tôi nên dùng nó rồi. Tôi không thể nghĩ quá nhiều về những hậu quả sau đó, chỉ biết rằng hiện tại hoàng hậu rất khao khát được có con. Hoàng hậu ngủ say một mạch đến tận hoàng hôn ngày hôm sau mới tỉnh giấc. Một năm nữa người sẽ có một cô con gái, nhưng người phải uống cho được nước hoa từ tràn hoa của chúng ta vào đúng lúc hoàng hôn. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng cũng thật kỳ lạ. Giờ là hoàng hôn rồi mà trên tràn hoa ly này vẫn động sương. Hay ta cứ thử uống vậy. Hoàng hô, hoàng hô, hoàng hậu và đức vua sắp sinh con rồi. Vương quốc chúng ta sắp sửa được đón một người trị vì mới rồi. Và thật kỳ diệu, hoàng hậu một năm sau đó đã sinh được một nàng công chúa. Năm tháng trôi nhanh, công chúa lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Đặc biệt, nàng có thể nói chuyện cùng hoa cỏ. Rồi tuổi lập gia thất cũng đến, đúng vào tuổi 17. Trước giờ công chúa trang điểm dự buổi kén phò mã, trên trán nàng bất ngờ xuất hiện một vương miện hoa lấp lánh. Trên trán ta là gì thế này? Công chúa, nàng mau xuống vườn hoa đi. Ngươi nói rằng mẹ ta vì uống nước từ tràn hoa ly mà sinh ra ta ư? Đúng vậy, chuyện này tôi được nghe tổ tiên của mình kể lại. Theo quy luật trên trái đất này, cái gì đến từ đâu sẽ phải trở về đó. Cùng với vương miện hoa này, năm sau khi tròn 18 tuổi, nàng sẽ phải biến thành hoa, và cha mẹ nàng sẽ mãi mãi trường sinh cùng với nỗi đau mất nàng. Không, ta không tin. Cùng lúc ấy, buổi kén phò mã đã diễn ra. Nghe đồn về sắc đẹp của công chúa, rất nhiều hoàng tử và các chàng trai quý tộc từ khắp nơi tụ họp để thử vận may. Con gái ta sẽ chọn được cho mình một chàng trai con ưng ý nhất trong số những chàng trai xuất sắc ở đây. Cha, sẽ không có buổi kén phò mã nào nữa. Con là cô gái của các loài hoa, và con sẽ trở về với thế giới hoa. Con sẽ không thể ở bên cha mẹ được nữa. Con nói gì vậy? Con nói gì vậy? Trời ơi, thảo nào tôi nghe người ta đồn cô ta hàng ngày đều nói chuyện với hoa cỏ, ong bướm. Thế chẳng phải là phù thủy sao? Thật đáng sợ. Con đi đâu vậy? Mau dừng lại đi. Ta không phải là phù thủy. Đúng vậy, nàng tuyệt đối không thể là phù thủy nào hết. Nàng là cô gái xinh đẹp mà ta đã ngắm nhìn suốt từ thuở nhỏ. Chàng là ai? Chàng nói đã ngắm ta từ thuở nhỏ sao? Thật là bạo muội. Nhà ta ở thảo nguyên này, mỗi lần nàng đến đây dạo chơi, nói chuyện cùng hoa lá ong bướm, ta đều trộm ngắm. Và ta đã thầm yêu nàng từ lúc nào không hay, đến hôm nay mới dám tỏ lời. Ta thấy nàng thật duyên dáng và đáng yêu, xin nàng hãy nhận lời cầu hôn của ta. Chàng làm cho ta thấy rất vui. Lần đầu tiên có người không cho rằng ta kỳ quái khi biết ta nói chuyện với hoa cỏ. Nhưng chàng hãy nhìn kỹ vương miện hoa trên trán của ta đi. Chàng cần phải biết rõ hơn bí mật của ta. Dù thế nào đi nữa, bất kể nàng là một cô gái
hay là một loài hoa, tình yêu ta dành cho nàng cũng không thay đổi đâu. Tình yêu chân thành của chàng trai khiến trái tim thiếu nữ rung động. Hai người đến với nhau và ngày càng gắn bó hơn. Nàng công chúa cuối cùng cũng đồng ý kết hôn cùng chàng trong sự vui sướng của đức vua và hoàng hậu. Ngày cưới chính là ngày công chúa buồn nhất, vì chẳng còn bao lâu nữa nàng sẽ tròn 18 và không còn được ở lại thế gian trong thân phận con người nữa. Nàng đừng buồn nữa, từ hôm nay nàng chính thức là vợ của ta. Dù nàng có trở thành hoa cỏ, ta cũng sẽ không rời xa. Và nếu thực sự có ngày ấy thì nàng đừng lo lắng, cha mẹ nàng đã có ta chăm sóc rồi. Không ngờ, cảm động trước tình yêu chân thành của đôi nam nữ, Thượng Đế đã ban một ngoại lệ chưa từng có, cho phép công chúa được sống hết kiếp người. Chàng, Vương Miện Hoa đã biến mất rồi, ta có thể ở lại bên chàng, ở bên cha mẹ của mình rồi. Công chúa kết hôn và phò mã mới lên ngôi trị vì vương quốc, đồng nghĩa với lời nguyền trường sinh của đức vua và hoàng hậu cũ được phá bỏ. Khi trở về với mặt đất, công chúa mới trở lại thành hoa, loài hoa cánh trắng nhụy vàng, hương thơm ngọt ngào, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, khiến con người sống trọn vẹn và hiếu nghĩa như thể cuộc đời mà nàng công chúa đã sống. Loài hoa ấy mọc trên những thảo nguyên nước Ý, La Mã xưa, rồi lan khắp thế giới với tên gọi Cúc La Mã. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!